Cuộc đời đẫm nước mắt của nghệ sĩ Hoàng Lan. Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm một chỗ. Cả thanh xuân, nghệ sĩ Hoàng Lan làm lụng kiếm tiền nuôi các em, khi về già ốm yếu, bệnh tật không một ai kề cận chăm sóc. Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1979, trong gia đình nghèo có 9 anh chị em, trong đó cố diễn viên là chị cả. Cha nghệ sĩ Hoàng Lan mất sớm, đến năm 29 tuổi thì mẹ cũng mất. Kể từ đó cô phải bôn ba với nghề diễn để kiếm tiền lo cho các em, là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Có thời điểm để lo cho các em, song song với đi diễn, Hoàng Lan còn mở thêm quán bún bò để có tiền chi tiêu trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ cũng từng có được hạnh phúc đơn giản, nhưng số phận lại trêu đùa. Cuộc sống gia đình dù khó khăn nhưng cũng đã từng tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là nguồn động lực giúp bà cố gắng hơn. Thế nhưng họ cũng chia tay, còn vì lý do không ai biết. Sau khi chia tay, hai con cũng theo cha, một mình nghệ sĩ Hoàng Lan xoay sở giữa bộn bề cuộc sống. Năm 2009, bà dùng vốn liếng tích góp được khi đi diễn cùng người quen ở Nam Căn, Cà Mau, đầu tư vào nuôi tôm. Nhưng rồi bão lớn khiến tôm thất thu, lỗ mẹ chồng lỗ con, cộng với việc bị người mượn tiền xu, Hoàng Lan rơi vào cảnh quẫn bách, phải bán nhà để trả nợ, tiền bạc đội nón ra đi, hôn nhân tan vỡ, khiến Hoàng Lan rơi vào trầm cảm. Từ năm 2010, bà bị đau cột sống dẫn đến tay biến nhẹ, giãn tĩnh mạch đi lại khó khăn nên âm thầm rút lui khỏi sân khấu và tự chữa bệnh. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ giấu không cho ai biết vì quá mặc cảm. Từ khi còn nhỏ lên 7 tuổi, Hoàng Lan bập bẹ đi hát cải lương và trở thành niềm đam mê lớn. Trước khi trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang, năm 17 tuổi, nghệ sĩ Hoàng Lan từng đi học dự thính ở Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Cùng đoàn với bà có các nghệ sĩ gạo cội như Thương Tính, Kim Xuân, Bất Hòa. Tuy nhiên, hào quang sân khấu khi ấy không chiếu đến Hoàng Lan, nên tên tuổi của bà mờ nhạt. Những nghệ sĩ kể trên, trong lúc niềm tin đang cạn dần, bà được đoàn anh Quốc Hòa gợi ý nên chuyển sang diễn hài, với điều kiện hình thể phải phát tướng. Đắn đo mãi, Hoàng Lan quyết định tăng cân, từ thiếu nữ 45kg, nữ nghệ sĩ lên tận 100kg. Từ đó, bà bắt đầu nhận những vai chọc cười rồi chuyển sang kiểu nhân vật đanh đá. Cũng từ ấy, tên tuổi của bà gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì ở chương trình Trong Nhà Vài Phố những năm 90. Có những thời điểm, mái tóc bờm sư tử của bà thành thương hiệu của nghệ sĩ Hoàng Lan. Đến thập niên 2000, bà tiếp tục nổi tiếng trong phim Cô Thư Ký Xinh Đẹp, Cổng Mặt Trời. Đến năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông, sức khỏe Hoàng Lan xuống dốc không phanh. Năm 2016, bà mắc chứng bệnh, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy trên giường được. Do mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm nên Hoàng Lan bị biến chứng hỏng một bên mắt. Từ đó, sức khỏe bà sa sút rõ rệt. Vào 3 tháng trước khi qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan còn gọi điện cầu cứu đồng nghiệp vì đã cạn kiệt tiền trị bệnh và mua thuốc men duy trì sự sống. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn nằm liệt giường, sức khỏe ngày một yếu, bàn tay bị rút gân, co hết các ngón, rất khó khăn để cử động. Đến sáng mùng 4 Tết, nữ nghệ sĩ bị khó tiêu phải nhập viện, đến tối cùng ngày thì không qua khỏi. Sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Lan khiến khán giả và anh em đồng nghiệp không khỏi xót xa. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.